trên một cái con máy robot chỉ có chức năng hút của iRobot. Thì bên trong nó có những cái gì? Mình nhìn này, đầu tiên là về cái chổi cạnh, cậy hết dâu rồi. Đúng Giờ cái để mua có còn đúng đúng một cái ngoe ngoẩy luôn. Bây giờ mà để mua được cái chổi chính hãng này thì một là gặp Quang Vacuum, hai là sang Mỹ nhá. Còn bên trong của nó đây, về đây chỉ tháo mỗi cái nắp này ra thôi, mỗi một cái nắp nhỏ nhỏ ra thôi, nhưng mà đã nhìn thấy một một bầu trời thể hiện được cái đẳng cấp của iRobot rồi. Đây, đầu tiên về quả pin trước nhé. Pin này, rồi về pin thay thế được, dung lượng là 3.300 mAh, cell thì sẽ là của Sanyo Energy, một trong những hãng gọi là sừng sỏ nhất về làm pin làm cell rồi, cực kỳ chất lượng. Quả pin này thì đúng là khuôn rồi là hình dạng của nó rất là khác biệt, nó không giống với bất cứ một cái quả pin nào trên thị trường hiện nay cả. Nên là giờ mà hỏng quả pin này thì đúng là ối giời ơi luôn. Đây, tiếp theo đến một cái vũ trụ công nghệ nữa. Đây, thể hiện được cái đẳng cấp chưa? Đây là cái motor quạt hút của iRobot này, mọi người nhìn này. Nó là nhựa thôi nhưng mà nó được thiết kế cũng như là mạ kim loại nhìn cực kỳ chất. Cái motor này mà để quạt bếp than thì quá hết sảy luôn. Đấy, từng cái rắc nhựa thôi cũng đã rất là to rồi. Bên trong này, những cái bản kim loại, nhựa kim loại các thứ rất là chất. Gõ vào cứ rong rong ấy, nhưng không khác gì kim loại thật. Đấy, đây là cái hộp rác, bên khoang bên trong hộp rác, những cái điểm tiếp sạc to bản, thực thiết kế vuông vắn thế này, robot nó có thể chạy nhảy các kiểu không bị tuột ra được. Hệ thống bánh xe này chắc thì cũng tương tự như i7 thôi. Quan trọng là nhìn bên trong nó thiết kế nó khác biệt và đắt giá nhất là ở cái động cơ này. Bảo sao một con robot 30 triệu khách nào dùng xong cũng không thấy ý kiến gì cả vì nó quá là chất rồi. Thì đến giới thiệu anh luôn, mình có một duy nhất một cặp quay êm ru không vấn đề gì, duy nhất một cặp. Những khách này, cặp này của khách anh ấy sẽ còn sử dụng thêm khoảng tầm 1 năm nữa thì những cái chổi nó rất là bền. Phụ kiện của iRobot đắt, đúng là đắt thật luôn, đắt nhưng mà sắt ra miếng. Một cặp chổi lên đến có thể khoảng tầm 2 triệu bạc nhưng mà độ bền rồi độ làm sạch của nó cực kỳ trâu bò. Như anh này anh đã dùng 2 năm nay rồi mà chổi của anh ấy thì vẫn gần như là như mới thì hơi quá, nhưng mà đây cũng có một vài vết cắt ở tóc rồi. Nhưng mà nói chung là anh ấy dùng rất là cẩn thận và giữ gìn. Một quả pin dung lượng siêu cao 3.300 mAh đến từ ông Sanyo Energy, quá chất. Nói chung là đây là video mở ké cái con S9 của khách để kiểm tra xem bên trong nó như thế nào. Nhưng mà nói chung là nó vẫn là một đẳng cấp thế giới. Bây giờ sẽ đậy lại thôi. Đậy không kịp.